Thực vì tại Việt Nam vài năm trở lại đây thì hoạt động cho vay tiêu dùng đã sớm ra đời và ngày càng được thúc đẩy bởi sự phát triển của nhu cầu xã hội. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì cho vay tiêu dùng đang trở thành xu thế tất yếu. Tính đến hết năm 2014, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đạt trên 225.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013 và chiếm khoảng 6,2% trong tổng dư nợ của toàn hệ thống, tương đương khoảng 6% GDP. Năm 2015, hoạt động cho vay tiêu dùng được đánh giá là có xu hướng và tốc độ phát triển mạnh hơn so với năm 2014. Điều này góp phần không nhỏ vào việc hạn chế tín dụng đen và mở ra cơ hội cho nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Như vậy, phát triển mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng đang trở thành xu thế tất yếu của các công ty tài chính và ngân hàng. Đơn cử mới đây, công ty tài chính cổ phần điện lực EVN Finance cũng đã đánh dấu việc mở rộng sang lĩnh vực cho vay phục vụ mục đích tiêu dùng bằng cách giới thiệu ra thị trường thương hiệu tài chính tiêu dùng Easy Credit, chuyên cho vay các khoản vay tiêu dùng từ 10 đến 90 triệu đồng với thời hạn vay lên đến 60 tháng. Xuất hiện trong giai đoạn dịch vụ này đang phổ biến, buộc công ty phải có những điểm khác biệt để cạnh tranh như có thể làm hồ sơ vay online, chương trình ưu đãi hoàn tiền, v.v. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng tôi sẽ tạo sự khác biệt bằng cách tập trung vào dịch vụ. Khách hàng của chúng tôi có thể đăng ký khoản vay online hoặc qua tổng đài điện thoại hoặc thông qua nhân viên hỗ trợ khoản vay. Khoản vay sẽ được phê duyệt chủ yếu trên hệ thống trực tuyến và khách hàng không cần tốn thời gian đi lại vì Easy Credit sẽ đến tận nơi để hỗ trợ họ hoàn tất thủ tục. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng rất lớn, các ngân hàng và tổ chức tài chính đang từng bước đẩy mạnh phát triển loại hình cho vay tiêu dùng.